Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria Kia Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trình đó là review tài khoản. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tài khoản của cô nàng tên là QBE Muối XG, hay là Muối Xinh Gái. Và QBE đến từ cô đoàn QBE Esports. Và một trong những thứ mà đập ngay vào mắt các bạn đó là 7027 hiệu thẻ vô cực. Thẻ vô cực cấm vệ quân của mùa này. Và hiện tại đây đang là tài khoản top 1 server của mùa hiện tại về số lượng huy hiệu thẻ vô cực. Và người mà đứng sau cái cô nàng này thì mới chỉ có khoảng một nửa cái số lượng hiệu của cái tài khoản Muối Xinh Gái này mà thôi. Và phải nói sang đây là một tài khoản mà nhìn vào đã biết là hàng khủng rồi. Và có là mình cái quần cô gái tha thu mặc quả của Argentina và 7027 hiệu thẻ vô cực. Mùa trước cũng là một con số rất khủng với 1107 cái hiệu thẻ vô cực. Và tài khoản này thì có tỷ lệ top 3 đó là 30.18%. Hiện tại đang ở rank vàng 3 mà thôi. Và theo như những gì mà mình biết ấy, thì đây người sở hữu của tài khoản này năm nay mới chỉ 14 tuổi anh em ạ. Và đã nạp vào trong game nó là một con số rất khủng khiếp, đó là khoảng 300.000 kim cương. Và quá khê độ bán xe đi, 7027 huy hiệu thẻ vô cực. Và hiện tại đang là vị trí số 1, vị trí top 1 server, cầm trịch server luôn. Quá khê độ bán xe. Và không hiểu là có một cái đam mê, là có một cái gọi là động lực gì mà lại khiến cho cô nàng này có một cái pha đầu tư nó phải gọi là đi vào lòng người như vậy. Và một pha xử lý nó quá ghê luôn. Khi mà có 7.000 huy hiệu thẻ vô cực, các bạn cảm giác mà vào trong trận đấu mà mình có 7.000 huy hiệu thẻ vô cực thì đi đâu nó oai phải biết luôn. Và chúng ta hãy cùng xem là tài khoản này với 7.000 huy hiệu thẻ vô cực thì tài khoản này sẽ sở hữu những cái gì. Thực ra chúng ta vừa nhìn vào cái số lượng thẻ vô cực đã mua ấy, thì đây cũng là một người mới chơi Gaia FIFA mà thôi, mới chơi từ cái mùa thẻ vô cực thứ 14 trở đi. Bởi vì những thẻ mùa trước thì không thấy sự xuất hiện của những cái hiệu thẻ vô cực, không thiếu bất kỳ một nhân vật nào trong Gaia FIFA cả. Tất cả 28 nhân vật đang ra mắt trong Gaia FIFA thì tất nhiên là đều đủ hết. Với một tài khoản mà tôi có 7.000 hiệu thẻ vô cực thì làm gì có chuyện mà tôi bị thiếu đi bất kỳ một cái nhân vật nào trong Gaia FIFA. Quá ghê, không thể nào mà chê với đâu được. Và nhìn đã thấy có một cái độ ngon không hề nhẹ rồi. Và tất cả các nhân vật đều mở khóa tất cả các kỹ năng, cũng như là đều có lắp tất cả kỹ năng. Có lẽ là không chơi nhưng mà đều mở khóa các ô hay chăng? Không, một số nhân vật cũ thì chưa mở anh em ạ. Nhưng những nhân vật thời gian gần đây thì đều hầu như đã mở rồi. Chúng ta cùng nhau đến với đồ nam. Như vậy là chúng ta thấy đây là của đầu Dog Lover. Như vậy là đồ không quá nhiều. Chúng ta thấy những cái đầu vàng nó không quá nhiều đi. Đây là bộ con hàng mặc áo hồng này. Vâng, chắc chắn là thích khách Kim Long tôi nghĩ là đã có full bộ xưởng chế tác rồi. Vâng, trong khi đó thì đây là đạo sĩ xanh, đạo sĩ vàng và quá ngon đội bàn son đi. Và như vậy là cũng không có cho mình đó là các cái bộ thích khách hay chăng. Như vừa nhìn một phát thì có vẻ ghê, nhưng mà thực ra thì có vẻ như là tất cả tiền đều đầu tư để nạp và mua cái hiệu thẻ vô cực. Và đây là nón lá, và trong khi đó chúng ta có mình độ đồ đến vòng quay kim cương. Đồ nam khá ít, có mình cái bộ băng cướp đêm. Như vậy là chúng ta thấy đồ nam khá ít, tôi cũng nghĩ là tài khoản này đồ nam phải rất ghê. Nhưng hóa ra đây là một trong những người mà dành cả tuổi thanh xuân chỉ để mua huy hiệu thẻ vô cực để lên top server đứng mà thôi. Đây là vị trí mặt nạ rocker kính thước like đầu tuần lập. Nhưng cũng có thể đây chỉ là một cái mùa đầu tiên, biết đâu những mùa sau lại tiếp tục đấm 7.000, 10.000 huy hiệu thẻ vô cực để lên vị trí top 1 đứng cho ai hay chăng. Đây là dâu anh chàng mùa đông Mr. Smile, thì ông trùm tận thế, khăn bịt mặt. Khăn bịt mặt có đủ cả bộ không? Có luôn, đủ cả bộ khăn bịt mặt mới ra. Như vậy đây là một tài khoản mà có lẽ là mới trúng số thì phải, nên là đã bắt đầu có những cái sự đầu tư mạnh trong thời gian gần đây rồi. Đây là chúng ta có Robin khăn bịt mặt yêu tinh này. Tôi rất thích khăn bịt mặt này, nó có cái răng nhìn cười trông rất ghê. Đây là áo vua bảy đại dương, Trap Chill áo phóng xạ. Nhưng mà tôi cũng đang cảm giác rằng cái tài khoản này thì không chơi nhân vật nam. Bởi vì khi nãy mà chúng ta vào thì cái nhân vật mà cô nàng này đang sử dụng đó là Kelly. Và có luôn là Kelly thức tỉnh luôn, nhưng mà đang sử dụng đó là nhân vật Kelly gốc. Và hơi lạ một chút vì đa số mọi người bây giờ đều sử dụng Alok. Nhưng mà có lẽ đây là một cô bé năm nay 14 tuổi. Và đó lý do vì sao mà cô bé này cũng không phải là gọi là quá tập trung vào cái chất lượng chuyên môn bán đấu. Mà mình ui anh em nhìn này. Vâng, anh em nhìn bộ áo bóng đá nó như thế này thì có tới 7 cái áo bóng đá luôn. Vâng, áo bóng đá Mexico, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Argentina, Brazil, các kiểu con đà điểu này anh em. Đấy chưa, cái này lấy được cái sự hiện thời gian vừa rồi, không biết là nạp bao nhiêu kim cương. Mỗi áo này tôi tính nhẹ là 2.000 kim cương một cái đi, để có thể mở ra được thì 7 cái cũng 14-15.000 kim cương. Nói gì đi anh em.
em. Vâng, quá ghê đội bán dê luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. Đúng tài khoản người top 1 server về xếp hạng, nói chung là số lượng cái áo đấy chắc là chỉ thua tôi thôi. Vâng, nhưng mà cái tài khoản của tôi mua từ hồi 99 kim cương anh em ạ. Vâng, quá ghê luôn. Mặc dù là đồ nam không nhiều nhưng mà nhìn nó là thấy có độ chất rồi. Vâng, đồ không nhiều nhưng mà chúng ta nhìn phát là thấy độ chất, nhìn phát biết ngay dân chơi. Dân chơi nghe nhạc này biết ngay nhạc gì. Về thật sự ạ, đây là tuần tuổi hồng thơ ngây. Đây là cái thích khách Minh Hạ, thích khách Kim Long. Rồi thì quần đạo sĩ xanh, kẻ sống sót, quần rapper, quần đi biển, quần phong cách. Tôi nghĩ là cái tài khoản này cũng sẽ sớm có full đồ trong cái xưởng chế tác mới mà thôi. Bởi vì là với cái mức độ đầu tư như thế này thì có lẽ là cái số hiệu thẻ vô cực bây giờ mình leo lên top 1 rồi thì có ai tranh của mình nữa đâu. Và 7.000 huy hiệu thẻ vô cực, cái gì đến đâu nó phải rạng rỡ đến đấy, đi đến đâu nó rực sáng đến đấy luôn anh em ạ. Đây là cái giày tuổi hồng thơ ngây, cái giày này trông nó bue đuê thật sự luôn. Ok, ui có ra bình đó là khủng long hổ văn, khủng long cầu vồng, khủng long gà vĩnh viễn luôn. Có ra bình con khủng long xương vĩnh viễn, trong khi đó là con khủng long zin là 785 ngày anh em ạ. Có lẽ là cũng đây chắc cũng là em phong gọi là đàn em của game Củ Tạ rồi. Game Củ Tạ hiện tại đang có cái bộ này 1900 ngày thì đây chắc đàn em của game Củ Tạ thì cũng 785 ngày thì nó không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Có ra mình bộ lãng khách tím và bộ cơn lốc tím, bóng tím này nhưng mà không mở ra và vẫn để trong hòm. Ngoài ra trong hòm thì còn một số những cái đồ khác, có 27 cái bộ tuxedo ấy anh em. Vâng, nhà không thiếu gì ngoài tuxedo. Vâng, nhà không thiếu gì ngoài tuxedo. Căng đét hay là lẹt 4 cái hộp mà thuật chưa sử dụng làm gì, một thẻ nâng cấp nhân vật level 80 cũng chưa để làm gì, trứng cũng như là đầu lâu thì có lẽ đã dùng để đổi thẻ đổi tên rồi. QBE muối xinh gái và ngon thật sự ạ. Vâng, muối xinh gái, muối XG chắc là xinh gái thôi. Vâng, XG chắc là xinh gái chứ không thể nào mà là trượt đi đâu được. Bây giờ chúng ta đến với đồ nữ, vừa ấn vào con nhân vật lau da một phát là biết ngay lau da đã có cho mình cái quần hiếm rồi. Đây là một bạn chơi và bạn này chỉ chơi nhân vật nữ thôi, bởi vì chúng ta nhìn phát thấy nhân vật nữ toàn đồ xịn luôn. Có cho mình bộ samurai nữ này mới mở ra ở trong cái vòng quay đặc biệt trở lại trong Gaina Free Fire. Ngay là bộ cô gái đại dương, trong khi đó có cho mình thích khách cái bộ kia là bộ của nữ là thiên hạc. Và tôi cứ không nhớ được cái tên, kim hạc. Vâng, kim hạc, thiên hạc, minh hạc, bên này là đặt tên nó hơi khó nhớ một tí. Đầu gọi là cyberpunk nữ. Ui xồi ôi, xưởng chế tác mới này quất full anh em ơi. Ta nhìn thấy ở trên có khá là nhiều đồ nữ, bộ omega rồi thì các kiểu đa điểu. Đây là tóc ca nữ đỏ, cũng là bộ đắt nhất ở trong xưởng chế tác đạo sĩ. Rồi xong rồi đến xưởng chế tác nổi loạn rồi thì lại cũng có full luôn. Và người ta gọi là dân chơi. Và có mình đôi là bộ mũ lily, một trong bộ đồ đẹp nhất trong Aina Free Fire. Xưởng chế tác Gravity cũng chơi, Graffiti cũng có chơi. Nó đã bảo rồi, cái tầm 7.000 huy hiệu thẻ vô cực thì cái gì nó cũng sẽ nằm trong khả năng anh em ạ. Và sợ gì, full huy hiệu, full cái bộ thẻ vô cực, cái bộ xưởng chế tác mùa mới này luôn dành cho nữ. Bởi vì đây là một bạn chỉ chơi nhân vật nữ thôi và hơi lạ một chút. Thường thì bây giờ mọi người đầu tư nhân vật nam nhiều hơn, tại vì nhân vật Alok là cái mà được yêu thích hơn. Nhưng mà bây giờ nhân vật nữ của bạn này khá ngon này, mặt nạ chỉ huy không gian này, rồi cái gì đây, rồi cái vương miện thích khách, rồi cô gái đại dương này, rồi mặt nạ thích khách, rồi mặt nạ nữ hiệp tím, mặt nạ nữ hoàng bảy đại dương, cảnh sát thiên hà. Vâng, nói gì đi. Vâng, mật vụ ninja mèo, rồi thì thiên sứ tình yêu, đầu túi giày ca nữ đỏ và quá thơm đội bán rơm. Vâng, kính cyberpunk. Vâng, cái bộ cyberpunk này tôi phải nói với anh em, bộ ấy quá đẹp đi. Vâng, bộ này cũng rất là đẹp. Được nhiều anh em không thích bộ đồ nam nhưng tôi bảo là anh em bộ đồ nữ thì anh em không thể chê vào đâu được. Vâng, nhìn đã biết là dân chơi rồi, nhìn đã biết dân chơi rồi. Và có lẽ là cái đống hiệu thẻ vô cực kia thì cũng có một phần đến từ cái xưởng chế tác. Và xưởng chế tác là một trong những nguồn mà lấy chúng ta số lượng cái vị thẻ vô cực là rất nhiều. Đây là đầu samurai, rồi quỷ đất và chơi rồi. Và nhìn cái tài khoản nó quá ngon đi, không biết là đồ đã ngon nhảy rồi thì kho súng thì nó lại còn ghê đến như thế nào nữa.
đây là khăn bịt mặt, và như chúng ta đã xem ở trên thì khăn bịt mặt này có full tất cả các thể loại luôn, vâng, full tất cả các thể loại luôn, nhìn phát biết ngay sân chơi, áo quần các kiểu, vâng, ngon luôn anh em ạ. Đây là cái bộ Thiên Sứ Tình Yêu, cái chính là cái bộ mà đợt Valentine vừa rồi tôi đánh giá cũng khá đẹp, nhưng mà chỉ có điều là tôi không mở ra, tại vì đồ nữ thì nói thật bây giờ với anh em là đồ nữ bây giờ chúng ta không dùng nhiều, vì đa số các bạn đầu chúng ta đều dùng Alok, bao giờ phải có một nhân vật nữ mà cho phép chúng ta có một kỹ năng kích hoạt và cũng mạnh tương đương với Alok thì may ra anh em mới quay trở lại chơi nhân vật nữ. Nhưng mà trong khi bạn này thì đồ nữ bạn ấy quá ngon luôn, bạn này chắc chắn là phải chờ khi nào mà có nhân vật nào ngon như nhân vật tương đương Alok rồi bạn comeback. 7 cái áo bóng đá anh em ạ, vừa nói gì đi, chắc chắn là cái tài khoản này thì tạo rất là muộn, bởi vì chúng ta thấy số ID của cái tài khoản đấy rất lớn, đến tận 12 số cơ. Và đó lý do vì sao mà tất cả những bộ áo bóng đá này mình khẳng định các bạn là không thể mua được từ ngày xưa, và mới mua trong đợt vừa rồi. Vâng, cái đợt vừa rồi ra 8 cái áo bóng đá thì tài khoản đấy quất 7 cái ạ. Quá ghê đội bán dê. Đây là quần Lan Quế Phường, quần phóng xạ cấm vệ quân, sứ giả thiên sứ của Ragnarok. Còn đồ gì hay nữa không? Mà ấn tượng nhất có lẽ chính là cái quần hiếm. Không biết là cái quần hiếm này bạn ấy mở ra mất bao tiền. Cái quần mà chúng ta gọi là quần thiên thần ấy, quần có đôi cánh ấy, nhà thám hiểm lỗi lạc đây. Vâng, tôi có thể bay lên nhà thám hiểm lỗi lạc và có ngày mình quần hiếm, nhưng mà quần nam thì cô nàng lại không lấy. Thì tôi đã bảo rồi, người chỉ chơi nhưng mà nữ thôi mà. Đây là quần giày đặc vụ beta, cat lover, ca nữ đỏ, đủ ngon thật sự ạ. Góc sườn xám, giày thườn xám. Ngày xưa cái bộ sườn xám là một trong những bộ mà anh em khá yêu thích. Đây là giày thỏ bông, rồi đi giày quẩy gái ngổ ngáo tóc tuyết nhi, giày ướt át, và giày này nó trông như là kiểu cái chai nhựa đi vào chân ấy. Ok, và có mình luôn cả đôi tổ ong nghìn lỗ và đôi gọi là dép huyền thoại của Việt Nam. Đồ nữ áo liên quân thì khá nhiều, có luôn cả bộ chim ánh cụt cũng như là bộ gấu trắng này, thiên nga dẫy chết này, ác quỷ khủng long jean 785 ngày càng nhìn là một người, đúng là em ruột của ông Củ Tạ luôn, và đúng là em của ông Củ Tạ luôn. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đến với cả trợ thủ để xem là cô nàng này bằng cái gì đây, da cục ướt và tên tuổi đặt đến nay bao giờ không, mẹ ơi cái gì đấy, ba đâu rồi, please, bé da, bé yêu da, và đấy yêu dai, bé yêu do gì đó, và not fine, ok, bé xa. Một cô nàng rất dễ thương. Đây là ai đây? Đây là cái bộ sưu tập. Bây giờ chúng ta xem bộ sưu tập có gì nha. Hòm xác núi lửa và dân chơi mà. Ui, đúng ba lô con gà này. Đây là dù lửa băng ván lướt đại đao vũ khí. Ui, vừa ba phát lấy ngay khẩu lam sư điểu cực đẹp luôn. Khẩu rừng xanh rồi khẩu hỏa ngục. Đồ quá ngon. AK màu hồng, AK đây là M4A1 rừng xanh và M4A1 hỏa ngục rồi M4A1 màu hồng. Dạo này tôi hơi lú khẩu AK, cứ nghĩ AK. Đây là A-Dub thần tình yêu. Và đây là khẩu màu 04 Giáng sinh. Đang sử dụng mình khẩu màu 04 lửa. Có đó mình khẩu cái chết tím 16 tiếng. Có đôi mắt tử thần mà không dùng, mà thích dùng shotgun lửa. Có luôn cả khẩu M04 gọi là bom nổ. Có đó mình đó là hỏa kỳ lân, cũng như là khẩu AK dòng lửa. Nói chung kho súng của một bạn nữ này là ghê rồi. Kho súng này không thể nào mà chê vào đâu được rồi. Có đó mình AK lửa đỏ, AK thợ săn đầu lâu và AK tình yêu. Chính là khẩu AK tình yêu này đẹp, cũng xịn là phết, và kéo tâm vuốt đầu rất là thích. Rồi UMP cũng rất là ngon. Bạn này có cả cái tia chớp vàng, khẩu này mới ra thôi, nhưng mà cái chỉ số nó không xịn lắm nên mọi người ít dùng. UMP nghệ sĩ tử thần, khẩu mạnh nhất, và có luôn cho mình UMP quái thú luôn. Ok, chúng ta xem MP5 đang sử dụng đó, MP5 thanh lịch. Nhiều bạn thích cái khẩu này vì khả năng bắn của nó rất là tốt và bắn một tràng rất chính xác luôn. Cái khẩu này bắn 6 viên đầu tiên lúc nào cũng sẽ bắn cùng ở trong một điểm. Ví dụ như bạn có khả năng vô tâm tốt thì 6 viên một vuốt vào đầu ở trong cái phát bắn đầu tiên thì địch chạy bằng lọ. Hay là Scar thần tình yêu huyết nguyệt, cũng như là thủy thần bóng ma sát thủ, rồi thì Scar rồng thiêng, quá ghê đội bán dê. Quá ghê, mà nhìn cái dàn Scar đã thấy thơm rồi. Và nhìn cái dàn Scar đã thấy nó có một cái sự gọi là dân chơi rồi. Đây là VNS màu hồng. Rồi Groza, chúng ta có lẽ sẽ có Groza Giáng sinh, thông tin là như vậy. Và không thể nào mà trượt đi đâu được. MP40, ui nguyên cả bộ tứ quý luôn. MP40 tứ quý đủ luôn. Nhưng mà đang sử dụng đó là MP40 năm mới. Thôi thì người ta thích dùng cái gì thì người ta dùng thôi. Bởi vì những cái khẩu MP40 tôi vẫn đánh giá nó không chênh gì nhau quá nhiều. Nên anh em dùng khẩu MP40 nào ở tầm cấp skin huyền thoại thì cũng đều sẽ là ngon nha anh em nhá. Đây là MP40 sấm sét đấy, cơ đỏ này, thơm chưa. Và MP40 công nghệ, và đây là MP40 Giáng sinh,
cái khẩu Giáng sinh này bây giờ nhiều người vẫn rất thích dùng vì nó tăng hai tốc độ bắn và vua tâm vào đầu nó rất là mượt. Hay là chảo quần quân, chảo nó cũng hơn người ạ, và chảo cũng nhiều hơn những người khác. Đây là M219 màu hồng này, rồi M79 thỏ quậy chắc chắn có rồi. Ui, cái bộ này toàn 140-135 ngày ạ. Ui, nguyên bộ pha mát thần khí cũng đam mê đấy, nhưng chưa mở được khẩu nào vĩnh viễn. Hơi đen cho cô nàng muối xinh gái nha. Đây là XM8 cá mập vàng quái thú cá mập vàng. Như vậy đó, hai khẩu mạnh nhất của khẩu XM8 trong mấy game này rồi. Và tầm này phải ngại gì bố con thằng nào nữa. Tầm này có luôn mình XM8 rồng thiêng, một khẩu súng rất đẹp nhưng mà chỉ số thì không quá hấp dẫn. Spas thì đang sử dụng đó là Spas gì đây? Đang sử dụng Spas đêm đỏ à? Một tốc độ bắn là một tầm xa giảm một băng đạn. Tôi thấy ít người sử dụng khẩu này, nhưng mà tôi nghĩ là cô nàng này thích màu đỏ, tại vì đa số tất cả súng cô nàng này đang chọn đều có màu đỏ hết. Có mình M60 đêm đỏ luôn. Và đây là khẩu P90 hành quyết, rồi AN94 đang sử dụng đó, khẩu ong sát thủ. Ngon thật sự ạ. Vâng, có đó mình AN94 truy sát, nhưng mà thường ít người thích khẩu này, mặc dù sát thương của đội chính xác là cái mà AN94 truy sát khá ngon. Có đó mình M1887 tương lai đang sử dụng đó là liệu âm thanh. Trong khi đó có quả liệu phóng xạ này hơi lỗi. Ui, bom keo này. Vâng, nhà không thiếu gì ngoài bom keo, đủ hết tất cả các loại bom keo ở trong Gaina Free Fire luôn, nói gì đi. Bom keo cấm quân, cyber punk, rồng thiêng, kẹo nổ, hay chúng ta gọi là bom keo bác gấu đấy. Hay là tia chớp vàng, dàn xe nhà chắc là cũng, nhà bạn này có lên top 1 cái huy hiệu thẻ vô cực thì chắc là nhà phải có ô tô, đam mê ô tô lắm. Đây là xe máy, có mình xe máy tia chớp và xe máy rực lửa. Tốc tốc, có xe tốc tốc Giáng sinh, rồi xe thể thao hàng hiệu. Vâng, xịn sò con bò luôn anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả cái quân đoàn QBE Esports. Và người mà chúng ta đang xem là một thành viên, và có lẽ một thành viên mới thôi. Bạn này mới có level 57, và một level nó không quá cao. Vâng, đây là Tử XC và thì cái quân đoàn này cũng có khá nhiều bạn lạ, nhưng mà có mấy bạn tên hơi bậy, ví dụ như cái bạn mà chúng ta vừa nhìn tên xong tên nó hơi bậy, và thậm chí là có mấy ông khác tên cũng không kém phần bậy bạn. Một con đoàn tôi nghĩ là các bạn này cũng chỉ tầm khoảng 14-15 tuổi, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì khi mà còn bé chúng ta hay thường thích, chúng ta đam mê những cái 18 cộng, mà chúng ta hay đặt những cái tên 18 cộng, tôi nghĩ là như vậy. Đây là DBE quân đoàn này mới có 35/50 người mà thôi, mà anh em hoàn toàn có thể gia nhập vào trong quân đoàn này. Ok, và đó là cái phần mà mình vừa review cái tài khoản mà đang đứng ở vị trí top 1 ở huy hiệu thẻ vô cực ở trong Gaina Free Fire. Đây là một bạn nữ mới, năm nay mới chỉ 14 tuổi. Tôi không hiểu sao 14 tuổi mà có nhiều tiền đến như vậy. Vâng, cái năm mà tôi 14 tuổi, tôi ngày nào cũng phải xin tiền mẹ tôi để ăn sáng với cả tiết kiệm đi chơi điện tử. Bạn này lên top 1 server về số lượng huy hiệu thẻ vô cực mùa cấm vệ quân này. Ok, và nếu các bạn thấy video review của mình hay, đừng quên để lại mình một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.